các cô bác anh chị, hôm trước có anh Thập Văn Nguyễn ở New Orleans, Louisiana có gửi 12 triệu cho Tuấn Dương, nói muốn làm gì thì làm, để Tuấn Dương tính là sẽ lì xì Tết cho người nghèo. Và hôm nay thì ở cái buổi phát cơm này đó, thì mình có gặp một vài những cái hoàn cảnh khó khăn. Trong đó thì có một cô ở Tiền Giang nói là trị bệnh xong thì không có tiền để không có tiền xe để về quê. Thì giờ mình sẽ sang mình hỏi thăm. Nếu đúng thì mình sẽ gửi tặng cho cô là 500 ngàn để về quê ăn Tết. Cô bỏ khẩu trang, bỏ nón giúp con được không ạ? Dạ. Cô bỏ cả nón giúp con ạ. Dạ thưa, là cô đã ăn chưa? Dạ, mệt quá, mấy ngày nay ăn không được. Mệt quá ăn không được. Mệt quá ăn không được. Vâng. Rồi mới đi khám để xin thuốc để uống, nhức tai nè. Nhức tai thì khó chịu quá, rồi xin bác sĩ để cho thuốc cho mình uống. Dạ. Cho lại ngày nay để làm giấy xuất viện để về. Thế xong cô đã làm giấy, chưa làm giấy xuất viện? Chưa, chưa. Bác sĩ hẹn là 2 giờ mấy mới lại. Vâng. Mới lại lặng lẽ làm giấy rồi thủ tục này kia kia nọ rồi xạ, bữa nay còn xạ bữa nữa. Xạ chỉ một bữa nữa? Dạ, bữa, một bữa nữa. Vâng. Thưa là cô bệnh gì? Bị ung thư vú hả bác? Ung thư vú? Dạ. Là có cắt một bên ngực được? Dạ, cắt rồi. Rồi là cái chị điều trị không khỏi, cái cắt thêm một lần thứ hai nữa. Tức là vậy là cắt hai bên ngực hay sao? Không, một bên tại nó bị di căn á. Vâng. Nó bị di căn rồi phải cắt quá trị hai lần là 14 tia. Vâng. 14 tia xong rồi không khỏi, cái bắt đầu bác sĩ cho cắt lại một lần nữa. À. Rồi bắt đầu là điều xạ trị. Vâng. Xạ trị 25 tia. Vâng. Thêm 25 tia nữa. Rồi tức là ngực bên trái là phải mổ hai lần. Mổ hai lần. Là cắt bỏ. Dạ, cắt bỏ. Dạ. Cũng như cắt lần đầu tiên là bỏ hết. Dạ. Nó bị di căn, phải cắt lại một lần nữa. Dạ, mổ dạ. Lần nào ông bác sĩ nói khác lần ra rộng ra trong bự chứ để nó bị di căn nữa. Dạ, dạ. Mấy cái mà nó lên hơi là cắt hết. Dạ, dạ. Bác sĩ nói như vậy đó. Vâng. Rồi mổ và mỗi ngày đi xạ đó. Dạ. Đi xạ ngày nào cũng phải đi hết. Vâng. Ngày đầu tiên thì đi 6 giờ tối. Vâng. Ngày thứ hai đi 8 giờ. Dạ. Rồi mấy lần sau là đi khoảng có 10 tia, mười mấy tia mới quay trở lại là 5 giờ mấy. Vâng. Đến mấy mới xạ. Vâng. 5 giờ mấy mới xạ xong rồi thì ngày nay mới đủ là 25 tia. Vâng. Rồi bác sĩ cho để làm giấy xuất viện. Vâng. Thưa cô có giấy tờ gì không? Cô cho con coi. À, xin lỗi cô vì là con muốn xác minh cho đúng người ấy, vì để con giúp đỡ những người khó khăn thực sự. Mỗi một ngày là một viên này. Rồi cái to thuốc này là to thuốc bữa hổm đau nhức quá rồi bác sĩ mới lấy thuốc. Đơn thuốc đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Vâng. Dạ thưa là cô tên gì? Nguyễn Thị Tuyết đây. Vâng. Đây là u ác vú trái. Dạ đúng rồi. Dạ để con coi. Này cô ở Cai Lậy Tiền Giang à? Đúng rồi. Bình Phú Cai Lậy dạ. Tiền Giang. Rồi cô cất mấy giấy tờ này đi cô. Cái giấy xạ trị bây giờ đâu? Cái giấy dạ xạ trị bác sĩ kêu nhập đó để làm để cho bữa nay là làm thủ tục xuất viện đúng không? Dạ, à. Vâng. Vâng. Rồi bác sĩ mỗi một ngày phải uống một viên này. Vâng. Rồi cái thuốc này là phải gì? Nó tiêu vô đó, tiêu vô nóng quá bị lở đó, rồi bác sĩ cho thuốc này để xích vô. Tiêm qua nóng quá nó lở cái vết thương ra. Đúng rồi, nó lở ra tại quầy giờ này, rồi bác sĩ cho thuốc này đâm xích vô. Vâng. Rồi thế cô đi thì lên đây cô đi với ai? Đi có một mình, tại tôi có đứa con rồi nó để đi làm, để cho tuần tôi đi điều trị. À. Với lại ở nhà có bà già bị bệnh, bà già 79 tuổi rồi. Dạ. Rồi ở nhà với thằng em bị bệnh rồi, tự một mình luôn. Thế còn ông xã cô làm gì? Ông xã tôi chết nay mấy năm rồi, không có còn. Thành ra tôi phải đi một mình. Vâng. Thế tiền bạc giờ cô còn nhiều không? Mà nãy cô hỏi con để xin tiền xe về là sao? Giá lại xin tiền hồi sáng, đi xin tiền rồi nè. Rồi thành ra tôi đi ra trễ quá. Dạ. Thôi giờ cô khỏi khóc để con giúp cô một chút được không? Dạ. Tức là cô cũng biết là có phát quà cho người ung thư. Dạ. Nhưng mà cô ra trễ quá dạ, nên là tiền tụi con phát hết rồi. Dạ đúng rồi. À. Dạ đúng rồi. Dạ tôi hỏi chú để giúp đỡ được nhiều được.
giờ nếu mà con giúp cô thì cô muốn con giúp cô nhiêu tiền giờ? Giúp một chút tiền xe được không? Bao nhiêu cũng được. Bao nhiêu cũng được. À. Rồi cô điều trị này có phải trả tiền cho bệnh viện không? Dạ có. Dạ. Cũng như vô thì đi mượn tiền bác sĩ được 8 triệu. Vâng. Mượn nợ hàng xóm. Dạ, đóng tiền vô đóng mới xả. Mượn hàng xóm là cô mượn bao nhiêu tiền? Mượn là bắt mượn 8 triệu để đóng vô đó. Vâng. Rồi con nó đi mần từ từ nó gọi trả lại lần. À. Rồi cô về xe thì hết khoảng nhiêu tiền? Đi xe ví dụ như mà đi xe giường nằm có thể khoảng 200 ha. 200. Dạ. Rồi đi xe xe đa ôm đi trở lại á là vài chục ngàn. Vâng. Thôi giờ con giúp cô, có một anh ở bên Mỹ đấy bảo gửi là để giúp những cái hoàn cảnh khó khăn này giờ. À, một chút quà này tuy nó không nhiều nhưng mà người ta nói là một miếng khi đói bằng một gói khi no, khi mà cô đang cần ấy thì có thể nó sẽ rất là lớn, còn đối với những người giàu ấy thì nó không là bao nhiêu. Nhưng mà xin biếu cô 500 ngàn của anh Thập Văn Nguyễn ở New Orleans. Dạ, anh cái này là số tiền là rất là lớn. Dạ. Tôi cảm ơn cho cái chú mà để giúp tôi tiền này. Dạ, dạ. Rồi con chúc cô được nhiều sức khỏe nhá. Dạ, vâng, rồi cô cất tiền cẩn thận để về quê. Rồi. Có không? Có không? Vâng, vâng. Thiếu hẹn xạ trị máy đây đúng không? Dạ, 25. 25 tia. Dạ, 25 tia. Rồi. Rồi, con cảm ơn cô. Rồi, cô đi về nhá, giữ gìn sức khỏe. Tiền bạc cẩn thận. Ngày Tết nhiều khi mình không có tiền mà đôi khi người ta lại móc mất của mình rồi cũng bỏ túi hay đâu đấy, cầm chắc vô cô. Rồi. À, bữa hôm cũng bị rạch túi rồi. À. Thì sau đấy cố gắng là dạ, giữ cẩn thận. Dạ. Không, tôi không có nghĩ tại vì lúc trước tôi không biết, nhưng bây giờ tôi biết rồi thì tôi nghĩ ở tại 25 nó nằm ở dưới đất, nó không có tốn tiền. Ờ, đúng rồi, ở chỗ 25 này là nằm dưới đất không tốn tiền. Nằm dưới đất không có tốn tiền, nằm ở trên giường trên thì có tốn tiền thôi. Vâng. Rồi tôi nói thôi để tôi nằm ở dưới. Vâng. Rồi thôi, dạ, thôi mời cô vào nghỉ đi, giữ gìn sức khỏe. Rồi, cảm ơn. Rồi. Chào cô. Cô phải đu cái... Đây cô. Dạ. Ở trong mình đang nghỉ nè. Mai. Tại vì những khi nghỉ đi không có thông báo. Rồi, Tuấn Dương cũng sẽ tiếp tục phát những cái phần quà gửi tặng các cái hoàn cảnh khó khăn do anh Thập Văn Nguyễn ủng hộ ở những video tiếp theo. Thưa các cô bác anh chị, kế tiếp chương trình là phần thứ hai. Thì cái phần thứ hai này thì sẽ lì xì cho 50 người khuyết tật hoàn cảnh khó khăn mà đi bán vé số. Món quà này của anh Thập Văn Nguyễn ở New Orleans. Có gửi là cái số tiền 500 đô thì Tuấn Dương cũng đã giúp một vài người ở trên bệnh viện Chợ Rẫy. Ngày hôm nay thì sẽ lì xì cho mỗi cô chú ở đây, mỗi người là 200 ngàn tiền mặt. Dạ thưa cô phát, cô lấy phiếu xong cô phát giùm con. Ăn Tết vui vẻ nhá. Tới bạn đi.
đói quá nên là sư cô sẽ lát sẽ giúp phần cơm. Điều kiện hoàn cảnh quá khổ, mời bà con ủng hộ vé số. Chị nhắn chi ra giùm mình đi, ở trong đó chị kêu ai là chi. Rồi cảm ơn chú. Rồi cảm ơn anh. Đây toàn bộ là những cô chú người khuyết tật hoàn cảnh khó khăn. Không được ạ. Dạ dạ rồi. Dạ rồi. Đi dọc đường té rồi. Dạ dạ. Ai biết nó. Đưa cái phiếu đi chị. Dạ rồi biếu bà. Dạ. Ra rồi biếu chú. Để xanh đèn đỏ của. Chúc chú ăn Tết vui vẻ. Công nghiệp không? Dạ rồi. Chị cho cô ạ. Thôi được rồi, cô đi đã. Dạ, dạ. Mỗi ngày bán được nhiêu tờ chị Lê? 150. Bây giờ hôm nay lì xì Tết cho chị sớm được không? Dạ, rồi, mời chị. Đây chiếc xe này là tụi con tặng chú đúng không? Đây có logo là Sài Gòn Ngày Nay này, kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay thương tặng đây. Dạ thưa chú, hôm nay gửi chú chút tiền lì xì Tết. Rồi chú nhận được tiền này chú sẽ làm gì? Thì cũng mua quà là tắt chết thì tới nơi chứ không có gì. Rồi chú chuẩn bị Tết tới đâu rồi? Chưa có chừng khó gì cho đó. Cảm ơn chú nha, chú nhiều sức khỏe. Cảm ơn. Dạ. Thôi vậy đâu. Dạ. Tới chứ không phải không ai cậu lại. Dạ. Biếu của chú đâu ạ? Biếu. Dạ. Cố nàng bái dùm. Dạ rồi. Rồi chú tiến tới ạ. Dạ em chào chị. Dạ thưa chị, có thể giới thiệu chị tên gì và năm nay chị nhiêu tuổi ạ? Dạ năm nay 47 tuổi, tên Thảo, Lý Thanh Thảo. Lý Thanh Thảo, tên nghe như tên ca sĩ ạ. Dạ thưa chị, là em thấy là chị bị mất một bên chân này phải không chị? Còn có một cái giò hà. À còn cái giò bên đây. Hồi đó bị tai nạn, nay có mười mấy năm. Chị bị tai nạn. Thì hiện nay cuộc sống của chị như nào, chị làm nghề gì để sống ạ? Ở nhà đương nón. Đương nón. Dạ thưa, là một ngày chị đương được khoảng nhiêu tiền? Ngày 20 ngàn. Ngày 20 ngàn. Rồi chị đã chuẩn bị Tết tới đâu rồi? Chưa chuẩn bị giúp. Chưa chuẩn bị gì. Ở cuộc sống thì có gặp cái khó khăn gì không? Dạ cũng hơi khó khăn. Là có chồng con gì chưa chị? Chồng chết. Rồi có được bé nào không? Có một đứa con. Có một đứa con. Rồi trong những ngày Tết ấy, thì chị mong chờ cái điều gì nhất? Dạ tiền lì xì rồi đã ăn Tết. Dạ. Là nãy chị nhận tiền lì xì rồi đúng không? Dạ. Là nhận bao nhiêu tiền rồi ạ? Dạ 200.
200 ngàn. Rồi con của chị cho em hỏi thăm là nó bao nhiêu tuổi rồi? Gả rồi mà nó có chồng về Tân Phước. Vâng. Thì con cái có giúp gì được mình thêm không? Thì lâu lâu về cho chút đỉnh 500 triệu vậy. Nó cũng khổ nghèo với màu. Dạ. Xin qua quả xin không?